cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình và để tiếp tục chúng tôi xin được kính mời quý vị theo dõi bản tin tổng kết kinh tế tài chính tuần qua với tiến sĩ Tạ Cư Hải. Kính chào quý khán giả của SBTN. Chúng tôi là Tạ Cư Hải từ thủ đô Washington DC và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua. Thị trường chứng khoán tuần qua thứ năm 18 tháng 4 2019 Thứ sáu, 19 tháng 4 năm 2019 là ngày Good Friday, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và Âu Châu đóng cửa, thế nên tuần qua là một tuần lễ ngắn. Dow Jones 26.559.54, Week Today cộng 1.59% và Year Today cộng 13.86%. Nasdaq 7998 998 06 With Today cộng 0.64% và Year Today cộng 20.54%.

1 đô la Hoa Kỳ tương đương 0.8894 của đồng euro Liên Hiệp Âu Châu căn cứ vào thứ 6 19 tháng 4 2019. Cũng 1 đô la Hoa Kỳ tương đương với 0.7695 của đồng Anh Kim Anh Quốc tương đương với 6.70 của đồng doanh nhân dân tệ Trung Quốc tương đương với 111.93 đồng Yen của Nhật Bản tương đương với 63.89 của đồng Rappo của Nga tương đương với 1.34 của đồng đô la Canada và tương đương với 1.40 của đồng đô la Australia. Lãi suất mortgage theo công ty FediMax thứ năm 18 tháng 4 2019, 30 năm cố định là 4.17% và 15 năm cố định là 3.62%. Tình trạng thất nghiệp tuần lễ kết thúc thứ bảy ngày 13 tháng 4 2019 có 192.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, giảm 5.000 so với tuần lễ trước đó là mức thấp nhất kể từ ngày 6 tháng 9 1969 đánh dấu 215 tuần lễ liên tiếp số người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu vẫn dưới mức 300.000 người. Tuần lễ kết thúc thứ bảy ngày 6 tháng 4 2019, Mỹ có 1.653.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp giảm 63.000 so với tuần lễ trước đó. Kinh tế Mỹ trong tháng 3 2019 đã cung cấp 196.000 việc làm mới kinh tế Mỹ trong 12 tháng vừa qua đã cung cấp trung bình là 211.000 việc làm mỗi tháng. Tỷ số thất nghiệp của tháng 3 ở mức 3.8%, lương trung bình của dân Mỹ tăng khoảng 3.4% so với năm trước. Tổng sản lượng nội địa GDP Gross Domestic Product cho tam cá nguyệt đầu năm 2019 của Mỹ sẽ được công bố vào ngày 26 tháng 4 sắp tới. Bình luận về kinh tế Mỹ, Tuần qua, thị trường chứng khoán Wall Street của Mỹ có cả ba chỉ số đều đi lên cho một tuần lễ ngắn. Chỉ số Dow Jones tăng cộng 1.59%, Nasdaq tăng cộng 0.64% và S&P 500 tăng cộng 0.58%. Riêng ngày thứ Sáu 19 tháng 4, thị trường chứng khoán thế giới có chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng cộng 0.61%, Hong Kong Hang Seng giảm trừ 0.54%, London FTSE 100 giảm trừ 0.15%, Shanghai Composite giảm trừ 0.40% và chỉ số DAX của Đức tăng cộng 0.57%. Cùng ngày thứ năm 18 tháng 4, Dow Jones đã tăng 110 điểm hay cộng 0.42%, chỉ số Nasdaq tăng cộng 0.02% và S&P 500 tăng cộng 0.16%. Các công ty mới bắt đầu như Pinterest gọi tắt là PINS và Zoom gọi tắt là ZM có chứng khoán khởi sự hôm thứ Năm đã lần lượt kết thúc ở 29% và 73%. Hàng trăm tiệm Sears hiện đang bỏ trống Amazon và Whole Foods có thể dọn vào những địa điểm tốt của Sears và cây mạc trước kia trên khắp nước Mỹ. Dọn vào các tiệm Sears và cây mạc trước đây có thể là cách nhanh nhất và ít tốn kém nhất. Tin mới nhất cho biết một số cổ đông của công ty Sear Holding đăng kiện ông Eddie Lamper, cựu CEO tổng giám đốc đã ăn cắp tài sản của Sear khi vội vã khai công ty phá sản. Lương trung bình của người Mỹ tăng khoảng 4% có thể có lợi và có hại, theo nhận định của các kinh tế gia và chiến lược gia thị trường kỳ vọng. Tiền lương gia tăng nhanh hơn lợi nhuận của công ty, do đó nạn lạm phát có thể phát triển nhanh mà ít ai để ý đến. Giá dầu thô đi lên 0.4% và ở mức 64 đô la, cao nhất trong năm tháng qua. Sở dĩ như vậy là vì những lý do sau đây. Thứ nhất, các nước thuộc khối OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, đang tiếp tục cắt giảm dầu sản xuất. Thứ nhì, Mỹ cấm vận Iran và Venezuela. Và thứ ba là tình hình bất ổn tại Libya và một số nước sản xuất dầu thuộc khối OPEC đã tạo dư luận tiêu cực cho thị trường dầu thế giới. Quỹ dự trữ liên bang tiếp tục áp dụng chính sách kiên nhẫn và quyết định giữ nguyên lãi suất chính không thay đổi. Đồng đô la tuần qua lên giá so với hầu hết các đơn vị tiền tệ chính trên thế giới. Đồng đô la lên giá so với đồng euro của Liên Hiệp Âu Châu, so với đồng Anh Kim của Anh Quốc, so với đồng đô la Gia Nó Đại và với đồng đô la Úc Đại Lợi nhưng lại xuống giá so với đồng yên của Nhật Bản và với đồng Rabo của Nga và không thay đổi đối với đồng yên nhân, nhân dân tệ Trung Quốc. Giá dầu thô đang ở mức 64 đô la một barrel, giá xăng ở mức 2 đô la 839 một gallon, giá vàng ở mức 1276 đô la một ounce hôm thứ sáu 19 tháng 4. Lãi suất mortgage ở mức 4.17% cho 30 năm cố định và 3.62% cho 15 năm cố định. Thị trường địa ốc trong tháng 3 nói chung chậm chạp so với 8 tháng vừa qua và hy vọng sẽ được cải thiện trong mùa xuân này. Kinh tế thế giới Ông Julian Assange, người sáng lập tổ chức Wikileaks, đã bị bắt vào sáng thứ Năm 11 tháng 4 ở London sau 7 năm tị nạn chính trị ở Tòa Đại sứ Ecuador tại Anh Quốc vì bị Mỹ cáo buộc âm mưu thực hiện hành vi xâm nhập máy tính và là người sáng lập Wikileaks đã tiết lộ nhiều tin tức mật liên quan đến an ninh quốc phòng Hoa Kỳ. Nhà thờ Đức Bà à Paris, Notre Dame de Paris Cathedral, một nhà thờ đã có lịch sử 850 năm với giá trị văn hóa lớn lao, chẳng những của Paris và nước Pháp mà còn là của cả thế giới, đã bị hỏa hoạn vào ngày thứ Hai 15 tháng 4 2019 vào khoảng 6 giờ 30 phút tối. Cuộc đại hỏa hoạn đã gây thiệt hại lớn lao ba gia đình giàu có nhất của Pháp đã ủng hộ khoảng 700 triệu đô la. Công ty Disney của Mỹ ủng hộ 5 triệu đô la và công ty Apple cũng hứa sẽ ủng hộ vào quỹ trùng tu nhà thờ. Theo dự trù các chuyên gia xây các nhà thờ tiên liệu sẽ cần 5 năm để hoàn thành công tác trùng tu. Điều gây ngạc nhiên là tổng sản lượng nội địa GDP Gross Domestic Product của Trung Quốc đã lên mức 6 trong tam cá nguyệt đầu của năm 2019. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm tạ quý vị. kính thưa quý vị bản tin hoàn Hành Tình, bản tình đốm tối hôm nay đến đây là chấm dứt mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho ý, xin quý vị email về washington dc sbtn tv võ thành nhân xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình